Xin chào tất cả bạn, mình là Cà Đồng Ngọc đây. Xin chào các bạn, mình là Hoàng. Video hôm nay sẽ nói về trận chiến giữa hai tụi mình, xem thử ai sẽ là người đi cà khéo nhanh hơn. Trước khi cuộc chiến cà khéo của mình bắt đầu thì mình sẽ cho tất cả bạn xem cách mình làm cà khéo như thế nào. Cầm camera này con, xuôi càng khổ luôn. Mẹ ơi, không có giọt nước, chắc đấy hả? Tổ không đâu. Này dở. Gì bách? Tao ngửa lại dơ luôn á. Tao ngửa. Chúng tao bị thương đó, chạy không qua chạy máu gần hết á. Everybody put your hands in the air. Cái này dài này. Mà cái dài phết nào. Như nào cái này mày mệt. Được. Cái chấn. Trời ơi, mày hỏa á. Mày hỏa á. Nhưng mà nhà tao được còn nước. Thì đúng hả? Đỉnh mình lao xuống mưa. Khi trước khi thi đấu thì mình sẽ luyện tập nha. Không biết đi à? Đi về mà cũng đi. Có tao đi nè. Ủa giờ thi đấu vậy thằng có được thưởng gì không? Có chứ. Đảm bảo cái phần thưởng này chỉ có nhà tao mới có thôi. Không có nhà nào có hết. Chỉ có nhà tao mới có thôi. Ai thắng sẽ nhận được nhá. Đây là bài thi đấu cà khéo. Đây nè. Vậy thì đầu bà đào sơ. Hoàng ấy. Bruh.
Bravo, chờ tí. Đấy chính là gia tộc của mình. Mày lâu lắm. Xin chào bạn. Hôm nay tụi mình sẽ làm một video về cá kheo. Nani? Thank you.